Đây các bạn vào trong file đây ha, các bạn vào trong chỗ cái web page này, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái file là login.html ha. Rồi tạo cho thầy là hôm nay mình sẽ học cái cách mà mình sẽ truyền được dữ liệu qua ha. Và mình lấy dữ liệu từ làm sao để mình có thể lấy được dữ liệu từ trong cái servlet để xử lý tiếp tục. Rồi, các bạn tạo một cái form đơn giản thôi, user bắt buộc gì đó thôi. Đây là sẽ test mấy cái phim khác. Đây, các bạn vào tải file HTML hoặc là JSP rồi đó không? Đây các bạn vào kích vào đây ha, cái chuột phải vào đây này, chọn là new file ha. Ở đây mình có hai lựa chọn là HTML hoặc là JSP. Đây các bạn chọn HTML trước đi. Rồi, nó sẽ tạo ra một cái file là mình viết HTML bình thường ha. Mà chưa lên hả? Như là bên sẽ tung khác nhảy được bởi vì không cần cái đó đó. Tung khác nhảy chưa? Để rồi. Bên nó bị sao? Cái bị ý. Cái là ngoài hay sao là restart là cái là được. Bài xong cái bản mới đúng không? Dạ, vừa rồi. Máy sẽ vừa chín hay là... Vừa ra vừa nó quay đi là sao? Vừa nó còn do không định làm hay không? Bữa trước là em vẫn được thầy, bữa trước là bạn nào đang bật cái bạn nào năm sao được theo được chưa năm sao được về tải ở là bạn em tin được sau ngày 12 tháng 6 IDE mới đúng không? Nhiều lúc nó còn click hoặc là nó chưa cập nhật cái kia đó, nên mà cái đồ đó là nhiều chóng lười đình mạnh lắm, khó biết. Cái đó là rồi về tương thích hệ điều hành cái gì đó person nữa. Ở bây giờ chạy nó hết rồi đúng không? Chạy nó hết rồi thì làm đi. Cái gì? Quý không? Săn thắng rồi. Khi nào nó lên là tính. Thắng quý ông công trường đi học giống đi chơi vậy thôi chứ cái gì còn ai nữa không? Rồi tạo form đi, tạo form hai chữ sân lên với bắt buộc á. Các bạn biết về cái khái niệm về cái method này, trong form có method này không? Method action á. Thì tức là sao? Cái method này là tức là nó định nghĩa cách mà nó truyền dữ liệu lên server. Còn cái action này là nó sẽ là chỉ điểm cho là cái nơi nào nó sẽ xử lý, cho cái con nơi nào nó sẽ xử lý. Theo các bạn, nếu mà thầy chọn ở đây là method get thì dữ liệu nó được truyền thông qua đâu? Bạn biết? Nếu mà thầy để ở đây là method get thì dữ liệu nó được truyền thông qua đâu? Get thì dữ liệu nó sẽ là truyền theo qua thông qua là query ha, parameter.
tên URL luôn ha. Còn nếu để post là nó phải kênh ngầm ở dưới á. Thường các bạn thấy khi mà mình search đúng không? Thì các bạn thường phải có những cái keyword đúng không? Thì đó là method get á. Còn post là đối với những cái như là login hay gì đó, tạo thêm xóa sửa gì đó, mình sẽ là truyền cái dữ liệu vào bên dưới browser. Để thay xíu nha. Đây. Nó xem màn hình sao bởi tôi quên mất tiêu đây. Được full screen này. Rồi để cho các bạn tạo hai cái trường này trước ha. Username và password trước. Tạo xong chưa? Rồi là gắn cho thầy cái method là submit là được. Không cần phải viết cái trang code như thầy đâu. Rồi bây giờ thầy comment lại bước hết trên lại nhá. Cái gì? Mic cho mày ta. Không nghe hả? Chờ xíu. Ok. Các bạn nghe chưa? Alo alo, các bạn nghe chưa? Rồi. Đi fashion đâu về em? Mày lơ tơ mơ. Louis Vuitton hả? Luôn vui tươi hả? Rồi bây giờ thầy comment lại nhá. Rồi. Bây giờ thầy run code lên này. Để run code thì các bạn có thể run theo nhiều cách ha. Cách đầu tiên thì mình có thể là vào thẳng cái controller này đúng không? Các bạn nhấn chuột phải rồi chọn là run file. Đây nó hiện ra cái controller hiện tại mình config này. Các bạn tạo được controller này chưa? Ok, nhấn ok nhá. Rồi chờ xíu nó chạy. Fail đâu mà fail man. 7 không.
Không phải fail đâu. Nó chưa chạy nữa. Không được. Fail đâu mà fail được mà fail. Ok đây. Đây, fail đâu fail. Vớ vẩn. Thấy chưa? Nó lên này này. Bây giờ thầy thêm vào đây là trường là dùng lấy lên lên nhá. Ở đây sẽ là thầy thêm vào hai cái tag cho dễ nhìn nhá. Ví dụ thầy để đây là login ha. Các bạn biết tạo cần servlet chưa? Rồi, login thật cao ha. Zoom lớn lên. Rồi, ở đây thầy để thẻ H3 đi. Không quan trọng đoạn này ha. Bật mắt là code này. Rồi, ở đây là login thật cao. Mình có là username và bắt buộc hai cái trường này. Được chưa? Ở đây thầy có định nghĩa là hai method ha. Method này. Form này. Method này, post, action, servlet ha. Bây giờ các bạn phải thử để thầy để lại là method get này xem cái điều gì xảy ra ha. Thầy để get lại nhá. Rồi, quay lại. Thầy giờ thầy nhập là admin. Ở đây thầy nhập là admin. Bây giờ thầy nhấn là login ha. Các bạn thấy gì không? Thấy gì không? Có ai thấy gì không? Thì có phải là nó sẽ lấy những cái value ở cái form này nó đẩy lên URL không? Cái này là query string ha. Gồm có là username này, admin này, password là admin này. Được chưa? Tương tự vậy bây giờ thầy sẽ lấy là post. Plot lại ha. Post này, bây giờ thầy ghi admin này. Admin này. Rồi nhấn là bỏ cái này đi ha. Còn lại này, admin, rồi thầy nhấn submit, nhấn login này. Rồi, mấy cái này để thầy comment lại, mình cho validate mấy đoạn này. Rồi bỏ cái này luôn đi, chưa cần đoạn này. Ok. Rồi bây giờ thầy nhấn admin này. Rồi thầy nhấn là login ha. Rồi các bạn thấy gì không? Không thấy gì đúng không? Nhưng mà quay qua bên này nè. Đây ở đây trong đoạn code chỗ này. Các bạn kích vào cái chỗ ở đây các bạn phải định nghĩa một cho thầy một cái là action là servlet ha. Thì các bạn xem cái controller name của các bạn tên gì. Các bạn có thể vào trong cái chỗ mà file này này, web XML ha. Ở đây là định nghĩa cái controller ha. Các bạn xem cái controller của các bạn generate ra tên gì thì các bạn gắn vào đây. Các bạn gắn vào đây ha. Thì hiện tại của thầy là khi mà user mà cái mục đích của thầy là khi mà user mà nó nhấn là nút là quay lại đi. Khi mà user mà nó nhấn nút là login này này thì ở cái form này nó sẽ thực hiện là gọi một cái method post đến với là cái action này. Tức là cái controller cái servlet mình cần xử lý á. Được chưa? Bây giờ các bạn quay qua là home servlet nhá. Tùy các bạn tên các bạn đặt ra home servlet nhá. Thầy qua xuống home servlet này. Thì đây là một cái file đang hiện tại thì là mới tạo ra thì nó sẽ có nó sẽ tạo ra như vậy ha. Gồm có là home servlet này, nó extend đến là http servlet. Ở đây thì các bạn quan tâm cho thầy là có hai method ha, get và post, được chưa? Thì sau khi mà code á mình thực hiện đối với cái server user thực hiện là method get
thì nó sẽ chạy vào đây ha, thì nó sẽ chạy vào cái hàm này này. Đây, get, do get ha. Nó làm cái gì đây? Do get ở đây này. Còn đối với post thì nó sẽ chạy vào là do post ha. Đó. Vậy thì mình sẽ cần phải là dựa vào, nếu mà user chọn method get thì mình sẽ xử lý ở là do get. Còn user mà gọi method post thì mình sẽ xử lý ở do post ha. Bây giờ quay lại mình thử test ở do get trước đấy ha. Chỉnh lại get nhé. Rồi. Rồi do get thì chỗ này ha. Bây giờ thầy sẽ ghi một cái là printer đi ha. Printer window đấy ha. Đây. Printer bằng là out bằng là new với là printer. Ok. Chờ đợi xíu. Đây. Rồi hiện tại thầy sẽ có một cái đoạn code này ha. Là thầy sẽ tạo ra một cái printer được chưa? Rồi. Cái printer này á, tức là mình sẽ xuất ra HTML và nó sẽ respond này, cái servlet sẽ nói với servlet là nó sẽ respond về cái đoạn HTML này ha. Bây giờ load lại thử nhé. Rồi cái ra nó test cái đoạn này rồi. Vậy thì bây giờ thầy sẽ làm như sau. Vậy thì để làm nó bên đoạn post này đi cho nó dễ hơn. Để cho get kia nó generate ra form trước. Đây. Từ bỏ cái đoạn này nha. Do get này, được chưa? Rồi thầy giữ lại cái hàm này ha. Mở cái hàm này ra. Rồi cái hàm này thì có cái gì? Các bạn chạy, nếu các bạn chạy thẳng vào trong cái chỗ index HTML này á thì mình không cần phải check cái nó sẽ không lên home server ha. Không, đợi xíu. Đây. À nhầm, cái file này chứ. Đây. File login.html này. Đây thầy qua login luôn cũng được mà. Sao nó không vô? Đây, rồi. Nếu mà thầy để login HTML này á thì mình có thể test ở doget này luôn ha. Đây. Bây giờ khi mà thầy nhấn là, các bạn chú ý nhé. Bây giờ khi mà thầy nhấn nút là submit này ha, admin này, rồi thầy thêm là admin này. Được chưa? Thì thầy nhấn là login này ha. Thì các bạn thấy không? Thì nó sẽ chạy vào cái method doget này được chưa? Quay lại. Bây giờ để mình có thể lấy được dữ liệu từ cái form này ra thì ở trong thằng servlet này nó sẽ cung cấp cho mình một cái hàm ha. Cái hàm tên là đây. Request get param được chưa? Request get parameter. Cái hàm của nó tên là request get parameter nhé. Đây. Thì tương ứng với là param get param này thì mình sẽ truyền vào cái gì? Tức là mình sẽ truyền vào cái name. Đây các bạn thấy không? Ở đây cái form input này thầy có định nghĩa là cái name này là username và password ha. Thì mình sẽ lấy được cái giá trị của trong input á dựa vào là username hoặc là password, tức là cái định danh name này này.
Bây giờ thầy thử ha. Username ha. Rồi quay lại cái chỗ mà get đi. Bây giờ các bạn sẽ là username ha. Thì get param của username. Tương tự vậy thì thầy sẽ tên là get của là password. Thì bằng là request get với là password. Rồi bây giờ mình sẽ in ra ở đây luôn ha. In cái info của nó ra đây đây luôn. Title đúng không? Sẽ in ra ngay chỗ body này nhá. Thầy sẽ nối chuỗi vào. Ở đây thầy ghi là username bằng ha. Bằng với là chính là cái username này ha. Rồi. Tiếp tục ở đây thầy nối chuỗi lại đây. Là password bằng sẽ bằng với là cái password này. Rồi. Bây giờ mình loát lại nhá. Thì như cái chỗ này mà nó bị lỗi này là thầy chưa thêm cái thẻ gì á. Nó có thẻ meta thôi này, đúng không? Nó phải có một cái thẻ meta xem nào. Đây đúng rồi, meta chaset này này, thầy cho thêm cái thẻ này vào nên nó bị lỗi này. Cái header này đúng không? Thầy để thêm cái thẻ meta chaset vào nhá. Rồi quay lại nhá. Được chưa? Bây giờ thầy nhấn nhá, admin này, admin được chưa? Rồi, nhấn login. Rồi sao password này là đặt đúng không? À đây thầy đặt sai nhá, sorry ha. Thiếu chữ S. Thừa chữ S chứ. Đây. Quay lại nhá. Rồi admin này. Rồi admin được chưa? Rồi thầy nhấn login. Được chưa? Các bạn thấy là nó sẽ lấy ra được dữ liệu là admin ha. Vậy thì khi mà mình lấy được dữ liệu ra thì mình có thể xử lý được tiếp đúng không? Được không? Bây giờ các bạn sẽ làm cho thầy cái đoạn là get được username password các đi. Rồi mà mình sẽ làm tiếp nào. Tạo cái form xong rồi lấy được cái data thông qua request get param. Nó vừa to quá bự quá đây đó. Để nó theo lên chưa? Học bên không mình lên nó lại rớt đấy. Để đi bắt cốt thì các bạn cũng có thể dùng là system chẳng hạn như là con slot về á mà bằng cốt thì em phải á tầm nhà mao xong các bạn có thể vào trong chỗ pin server lên đây. Các bạn vào trong cái chỗ này ha, vào trong cái chỗ mà muốn debug á, các bạn vào service ha, các bạn chọn là Tomcat này này, được chưa? Các bạn nhấn vào là view log server ha, thì nó sẽ hiện ra ở đây này,
Đó. Các bạn qua bên này ha, thì các bạn sẽ thấy được là nó debug ở đây này. Được chưa? Những cái system out của mình á thì mình sẽ debug ra được. Muốn kiểm tra xem là có lỗi hay gì không thì vào đây check ha. Nó xảy ra khi nào không? Cần viết khi nào không? Đây, từ override này có nghĩa là ở cái system, hệ thống nó là định nghĩa cái thằng get này, đúng không? Hay robot này rồi, mình giờ mình muốn override lại á, thì mình override lại ha. Còn đây thì là sao? Còn đây là em định nghĩa một cái hàm mới thì override cái gì? Thế này giống như thầy định nghĩa một cái hàm mới này, có override đâu? Không cần override ha. Thì yeah, lấy được dữ liệu đây chưa? Các tên thêm nha em, chứ hẳn không có tên nữa. Thank you.
như mà em có sự kiện nó ghép đúng không, thì nó chạy một cái hàm này, đầu tiên cái này có cái hàm này, chúng ta ở đây chúng ta gặp cái hàm này đúng không, ở đây nó còn cái hàm nữa, nó tìm ghép này, tìm ghép qua qua này, thì nó này chạy ngược lại với cái hàm này, chạy ngược lại cái hàm này, ta chạy đến đây đúng không, thì nó gặp cái là printer Thank you.
Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe
này không sai sót. Quay về chỗ đi. Giờ mày chế thêm cho thầy cái checkbox với là cái kia ha. Radio bê tông. Được chưa? Đây, giờ thầy mở ra tiếp này. Bây giờ mình thử làm việc với checkbox ha. Checkbox này. Đây, đầu tiên là mở một cái trước đi. Rồi comment mở cái này lại đã. Rồi bây giờ các bạn checkbox và radio với là cái bây giờ thầy lấy một cái checkbox ra nhá. Cái checkbox này. Rồi là mình sẽ làm việc với checkbox. Được chưa? Đây thầy có một cái checkbox này. Tiếp theo là mình có một cái radio button ha, làm việc với radio button nhá. Đây thầy có radio button, group radio button này. Và có một cái select, được chưa? Là một cái role. Bây giờ mình sẽ làm việc mình làm sao mình có thể xử lý được với là radio button. Rồi tiếp theo là cái radio button là gì đó, checkbox bên này và select này. Lấy dữ liệu tương tự ha, cùng là để lấy phong qua cái name ha. Rồi các bạn một cái file program xem có được không? Tương tự với thằng desktop á. Và thằng desktop bắt buộc á. Được chưa? Thấy không? Vì đã xin rồi. Desktop và tham đồ. Lập trình kích cực em, đi làm mua đồ đi. Các bạn lấy cùng tương tự là ghép request, ghép parameter ha. Cái gì? Thank you.
Rồi bây giờ thầy format nè. Bây giờ thầy có là gì? Cái checkbox là tên là favorite 1 ha. Chờ xíu, tăng pin nè.
Chưa, rồi. Bây giờ thầy có là gì? Một cái checkbox được chưa? Một cái là radio button. Và tiếp theo là select box ha. Bây giờ mình thử lấy cái vụ checkbox trước này. Checkbox trước ha. Thì ở đây mình có cái định danh là gì? Name đúng không? Là favorites đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái thuộc tính này để lấy ha. Tương tự vậy thôi. Home này, ở đây thầy có thể lấy được là gắn vào ha. Bây giờ các bạn ghi là favorite ha. Favorite này. Rồi thì ở đây mình có là favorite 1, lấy theo cái name á. Ở đây mình có cái name này, thì mình lấy theo cái name, được chưa? Tương tự vậy thì mình có cái gì? Mình có cái radio button ha. Cái radio ở đâu? Radio ở đây ha. Đây thầy có cái name ha. Rồi. À đây thầy có cái name và field name đây. Enter xuống dòng nhá. Là có cái giới tính này, thầy lấy theo cái gender này ha. Phát vô. Cái này hôm nay mình học về cái cách để mình có thể lấy được dữ liệu và xử lý từ form thôi. Có gì hết à? Phát vô nhá. Rồi, thêm cái này là gender. Gender nhé. Rồi, ở đây thầy thêm sửa lại là gender. Tương tự vậy thì ở đây mình có cái gì nữa? Cái select ha. Cái select này, để các bạn có thể lấy được thuộc tính thì mình dùng cái từ value ha. Rồi đây, thầy lát. Đây, các bạn có thấy không? Ở đây name này mình có định danh là name là role này. Thì mình lấy thông qua cái role này ha. Chưa, thầy thêm cái role vào nhé. Rồi, ở đây là role. Tất cả mấy cái này đều lấy về dạng string hết nhá. Nên ví dụ như các bạn muốn là làm cái gì thao tác đối với là cơ sở dữ liệu hay là xử lý các kiểu dữ liệu khác thì mình cần bắt buộc phải ép kiểu. Cái đó vừa sau mình học ha. Ép kiểu. Role. Và ở đây là gắn role vào. Rồi, tương tự vậy thì mình chỉ in dữ liệu ra thôi ha. Cái dòng outline này ra. Chưa? Phát. Rồi ở đây thầy sẽ in ra là favorite ha. Favorite này. Tiếp theo là gender. Sao mà nó lắc lắc gì mà nó lắc kinh hồn luôn vậy đấy. Đang chạy Camtasia nữa, nó lắc lắm. Rồi, tiếp theo ở đây là role. Role. Rồi đấy, bây giờ là mình phải gắn là favorite ha. Favorite này. Rồi, tiếp theo là các bạn phải gắn là gender. Rồi, favorite là gì thì là tiếng Anh nhá. Là yêu thích đó. Là sở thích hay gì đó. Lưu lại. Rồi bây giờ quay lại ha. Này mình chạy cái file nào đây? Bên này ha. Thầy admin này đúng không? Quay lại nhé, bút tông luôn. Quay lại thầy là cái trang này là login ha. HTML. Ủa, phải login không? GSP. Sao này nó load lên gì vậy? Rồi giờ lại nhé. Run file.
Ủa, thầy copy nhầm chỗ hay sao mà sao không thấy dữ liệu đâu hết đây? Hay là chưa lưu? Ờ, đúng rồi mà. Không thấy mấy cái button kia hiện ra. À đây rồi, bị két nữa. Bây giờ thầy nhấn admin này. Rồi admin nhá. Tiếp theo ở đây thầy ghi là play game ha, check play game này, được chưa? Ở đây thầy check cho female. Role là chọn là user đấy ha. Nhấn login này. Thấy không? Đó. Rồi, nhiệm vụ. Rồi các bạn làm đi. Rồi các bạn làm này xong đúng không? Giờ các bạn phải giả lập cho thầy là username password là admin ha. Bây giờ thì mình sẽ là thực hiện một chức năng giả lập là đăng nhập đi. Bây giờ mình làm xong cái này đi. Còn thời gian mình sẽ giả lập là đăng ký là đăng nhập. À còn cái là mình sẽ lấy nhiều giá trị nó lấy được luôn. Đây không? Đây là về cái quyết định. Đấy, biết đâu cái code đến giờ này chuẩn bị ra trường này mà checkbox mà còn hỏi ở đâu nữa. Rồi ai làm được rồi ha thì sẽ thực hiện chức năng cơ bản như thầy tiếp theo thôi. Đầu tiên á thì các bạn sẽ là sao, các bạn sẽ là để mặc định là khai báo hai một số đi, là user là admin password admin. Bây giờ để cho user password nhập vào được chưa, mình sẽ kiểm tra là đăng nhập thành công hoặc là thất bại. Cơ bản vậy thôi. Rồi, code ra kiểm tra thì sao thì các bạn sẽ tự biết nhé. Còn biết không? Kiểm tra string bằng nhau thì dùng từ khóa đi. Hay equal đó. Không phải là bằng bằng nhé. Được
đừng có lùn GS qua đây. Dạ, lên cho nó view được chưa? Rồi, ông bạn lên chạy xem nó chạy không? Nó chạy là thì là đủ là máy á. Mấy bạn có chạy được không? Chưa nhân con bọn nó đi đi không? Các bạn thích là làm cho mình làm theo kiểu form này hay là mình sẽ viết cái này theo kiểu API thôi? Sao là mình dùng bên form thôi bên kia? Là cho kiểu API đúng không? Rồi mà sao? Với sao lại chỉ qua các bạn qua diễn viên một xíu thế nào? Rồi mình biết cái kiểu code mình sẽ biết như theo kiểu API á. Mình dùng cái sản phí ra, sau rồi mình qua lại cái viên á. Rồi in theo hiện năng. Các bạn thích dùng ngôn từ dữ liệu cũng được, mình chỉ biết theo kiểu là tạo ra là kiểu là chơi sẵn thôi hả? Chưa làm ai chưa? Và bây giờ thử viết bằng check đi. Làm viết check là nhập vào chữ sơ bắt buộc á. Rồi đi ra xem. Sổ đó là sổ xuống xe đánh tóc đây anh. Đây nè. Giờ này con hỏi sổ xuống là gì? Xe đánh tóc. Rồi, thầy lắp hôm nay đơn giản giảm thế nào, lắp hôm thì các bạn chỉ việc là làm cái một cái form gồm có là mấy cái đường là gì đó thông tin này, chứng thơ này giống như một form đăng ký á, sau đó các bạn sẽ nhìn ra cái thông tin đó như này á. Đúng rồi, anh vào là nhấn ra thông tin qua bên kia thôi. Đây, rồi tiếp tục ha. Vậy thì trường hợp nếu mà thầy có nhiều checkbox thì sao? Đây, mình sẽ có những cái trường mình sẽ lấy nhiều giá trị ha. Chẳng hạn là checkbox ha. Đây, giờ bây giờ thầy sẽ bỏ tất cả những cái checkbox này ra. Được chưa? Vậy theo các bạn để lấy được những cái checkbox này thì mình lấy như thế nào? Đây, bây giờ thầy bỏ ra là nhiều checkbox ha. Chẳng hạn thầy có một list fabric ở đây. Được chưa? Gồm có là gì? Ăn nè, chơi nè, ngủ ha, chơi game nè, rồi là chơi game ha. Tiếp theo đây, đây là du lịch nha, travel ha, rồi là ăn. Bây giờ thầy load lại nhá, lùi lại. Rồi, comment lại đi, cho nó load lại giao diện mới, được chưa? Bị két á. Bây giờ làm sao để, theo các bạn làm sao để mình có thể lấy được list checkbox này? Thôi bạn nào có ý tưởng không? Làm sao để lấy được một list checkbox này? Thì ở trong thằng này Servlet này nó cung cấp cho mình một cái hàm ha. Cái hàm đó tên gì đó là mình sẽ get value ha. Thay vì value một cái value á thì mình có là value s.
Đây, ở đây là mình có get param đúng không? Get parameter ha. Thì ở đây mình sẽ có một hàm khác. Tên là get parameter value ha. Đây này, get parameter value này. Được chưa? Thì các bạn có thể lấy được chat đi ha. Cũng tương tự vậy thì mình sẽ cần là gì? Cũng là bỏ cái name vào ha. Còn thì các bạn sẽ lấy, thay vì ở đây là mình lấy ra một giá trị thì mình ở đây mình sẽ lấy ra một mảng giá trị đúng không? Thì để thực hiện in ra được cái mảng giá trị đó thì các bạn sẽ dùng cái gì? Cái lúc mà cái write before lại. Rồi bây giờ thầy quay lại ha. Thì thay vì ở cái chỗ favorite này này thì bây giờ thầy sẽ trả về gì? Một mảng favorite ha. Đây một mảng favorite nhá. Cái chỗ favorite này các bạn sẽ thêm vào cái mảng vào đây, được chưa? Tách ra. Rồi. Vậy thì cái hàm này thì thay vì là get parameter thì mình sẽ xem nó get gì ha. Nó gợi ý không? Đây này. Thấy chưa? Nó gợi ý là gì? Get parameter value. Thấy không? Return về một array string object chứa đựng tất cả những cái giá trị mà request parameter có. Được chưa? Dùng cái hàm này ha. Rồi việc của các bạn bây giờ là các bạn sẽ in ra cái giá trị này cho thầy đi. Đây mình lấy thông qua cái thuộc tính là thứ y ha, tức là nó trả về một mảng giá trị string thì mình chỉ việc là in ra theo cái từng giá trị thôi ha. Để duyệt mảng trong Java thì mình duyệt như thế nào? Có bao nhiêu hàm để duyệt mảng? Ai còn nhớ không? Mấy hàm để duyệt mảng trong Java? Có ít không? Có này. Thank you.
tiêu biển xong là mình mình tờ tao ra thôi. Sao đây chỉ các bạn cách nhìn thấy nó view. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nguyên cái cụm này lại như này. Được chưa? Rồi mới xếp cái này này nó mới chạy này. Nguyên cụm á. Rồi cái này bữa sau học nhé. Hôm nay học đến đây thôi. Để tạo lab cho các bạn luôn. Cái gì em? Hết giờ rồi về thôi gì? Làm ở nhà thôi, quay clip lại thôi được.